Gia đình nhà anh Sử. Hôm nay thì vợ chồng em lên là không có báo trước cho nhà anh Sử thì sẽ tạo bất ngờ cho hai vợ chồng. Vừa đi đường gặp anh của anh Sử này. Và anh về nhà. Nhà của anh Sử thì ở trên này. Thế là cái đường này thì không lên được đâu nhỉ. Hả? Vào. May quá vừa gặp hai vợ chồng anh ơi. Một người lên trên đi. Hạ từng thứ một xuống. Đấy, đi muộn một tí, không thằng thấy em rồi đi, thằng em không biết dỡ đâu. Hai anh chị đi đâu? Vợ xe để gọn nó thôi. Không tí nó đồ nhiều, không để được. Không tí xe anh chị anh đi qua đấy. Vợ đây gần chồng mới cưới lại là sắm bàn ghế nữa. Sắm bàn ghế là phải là tân gia. Tân gia. Còn chăn ga gối đệm này là vợ chồng mới cưới. Nhà trên kia liệu có để được bàn ghế này không? Có. Có anh ạ. Không để ngoài anh được. Anh Triệu bảo anh có mua bộ bàn ghế này không? Ê, em mang bán cho anh đấy. Anh Triệu bảo bạn không có tiền mua nhỉ? Không có, anh bảo cho lợ. Nó nào là làm được trả anh. Anh bán trả góp ấy. Trả góp. À. Xong em chỉ trêu anh tí thôi. Cái này là quà của cô Hương bên Đức đây anh ạ.
Cô hôm dẫn anh em mình đi chơi ấy, ăn uống này. Ờ à, anh Sử, đó, đi giúp anh em Khanh cùng nữa. Trông dầu à, to dầu à. Ô chà. Coi coi ấy, mà hết rồi, đi rồi, ăn hết rồi. Thế hả? Ăn hết chứ. Này thì thôi nhỉ. Không đi sớm một tí đi muộn đi. Thế ra anh quán rồi. Mẹ, mẹ em cho đồ lên xe cả tháng. Cả tháng đấy. Cố gắng là xếp gọn vào cho xe đi một chuyến. Ôi. Nếu xếp gọn thì phải đi hai chuyến. Sao rồi, không và anh với anh làm cùng. Bất ngờ cho anh ấy. Đã bất ngờ cho hai vợ chồng luôn. Thôi em bảo là chịu cho mua nợ để mình sợ là có tiền. Sợ một tí đấy nhỉ. Thật mà. Đây thì anh Sử phải nhờ anh em là giúp và vận chuyển nặng phết đấy cái này. Ôi cái này mỗi người một chuyến đơn giản thôi mà. Cái tủ này Khanh rất nhẹ nhàng nhá. Thoải mái. Theo hết à? Dạ. Cái bộ quần áo chị tự theo hết à? Không à, đi nó mua cái chợ ở đây em ạ. Cho chắc đứng lên chứ, cho đứng lên chứ. Thoải mái mà, tủ phốc kia mới sợ chứ, tủ phốc kia vẫn vẫn bục ngay đấy. Vâng. Đó là phần đạo, phần đạo đó. À, mình cứ cho gọn vào một tí, cho ô tô đi. Ta cứ chạy đi luôn ở quân xài ta có ô luôn chỉ một chiều. Cặp to này. Cặp tụt tú à, chết tụt tú à. À lúc nào mày làm cái không gì nữa. Thầy đó. Ở đây quay đầu thế nào nhỉ? Đấy, anh đi qua đoạn này có... Ở bên này cũng có đấy anh ạ. Cần quay đầu đi, 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 quay vào đi. Đấy. 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 Ok, không lắp 1 triệu. Đây, 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 cho cái quần áo này vào trong này. Đấy, đi hình nát. Ê, ở đây là có gương cho chị soi. Mặc quần áo đẹp không? Đi chơi. Đấy. Quá đẹp. Cá ơn. Dốc đồ để ở trong này này, rộng lắm đi ạ. Rồi tí mang lên nhà hướng dẫn cho chị. Bây giờ tập trung Khanh lên nhà. Em là nhận sách tranh chân chiếu. Ừ. Như vậy có biết lại mang như nào nhỉ? Không, mang cái này. Tao xếp đi. Mang rửa ta. Ở đây. Anh đi ba đi. Vâng. Ô, chị ơi, chị. Anh Sứ anh bảo vợ mình, vợ anh không phải Khanh đâu. Không làm việc nặng đâu. Đây, anh phải khênh nó ngửa ra. Đây, không phải khênh cái này, em bảo. Đây, cái này. Đấy, anh thử khênh cái này. Nhìn lại đi có được không? Không, cái này. Cầm hai tay cái này, một tay cái này. Con gái nhá, xin xin hả? Anh giấy cái này. Đây. Một lúc làm thể, có lúc nào đọc. Đấy. Đây đi. Để em cầm cái này cho. Đây cầm cái. Rồi đi. Cái này để tí canh xuống khánh được chị ạ. Đi. Anh Sử với lại anh kia đi được chưa? Đi được. Sử anh giấy anh canh với. Cứ tao à, cứ tao, chụp bao nhiêu đây, tao rồi.
đường này hết vé. Mệt quá thích nghỉ một chuyến anh Sử ơi. À, anh cứ kính. Ô, dây điện. Từ từ, thấp tí. Trông đi. Rồi, ui. Rồi. Nha heo. Anh Sử là đi số lùi từ vườn cây tre. Không vừa. Toàn đi được không? Không có chỗ. Qua về bản, qua về bản rồi. Này. Ê, tóm ra mà mù nữa à, này. Rồi. Đây. Anh ơi, đỡ hộ em ơi. Xem nào bây giờ, xem tủ quần áo để góc nào cho hợp lý. Góc này. Đây, giường sẽ là chỗ này nhỉ? Giường cái khay giường kia. Vâng. Liệu cái cửa này có vào được không? Vào được, vào được. Từ từ, anh bỏ cái thang này ra. Hãy mở cái cửa to ra. Ủa, không mở được rồi. Cái này không biết mang cái nào được vào nhỉ? Cứ mang ngang cả thế thôi. Mang ngang đó. Tiếp tục. Được rồi. Quần tay không? Tao mua rồi. Anh giữ cái kem giúp này. Anh giữ bé. Ôi nhà. Quần thấp quá. Sắp hỏng tủ mình à. Nhà thông có suýt hỏng tủ. Cái nữa, cái nữa. Tao lô để vào mày à? Thôi chị đang cắt dép này. Nói tiếp cho món ăn. Cho thấy mình dựng lên không là cái chỗ này là hơi thấp. Ơ, từ từ. Cho ra bên này đi ạ. Đây cái mũ của nhỉ. Vâng. Nước không? Để
này phải được như nhà anh Trâm ấy mới là phải em nhìn em còn ấy các xem đi được vào được là che vào đây rồi không ạ. Tủ quần áo mới anh này phải lấy cái bạt che vào đậy vào, không là mưa là hết đấy. Xuống chợ mua mảnh bàn mới. Vâng. Chắc phải kề nhỉ, tí kề. Tí kê xong. Thấp thì tí kê sau ạ. Rồi, rồi, mình đi chuyển đi. Di chuyển. Ổn này nhá. Vâng. Xong rồi mình chú sau cũng được. Vâng. Hấp mồ hôi rồi. Đi cần nóng rồi, đi đến cái nóng rồi. Hôm nay chị rất là vui, hôm nay chị khỏe mạnh hơn nè. Rất là mừng rồi. Nhanh đấy nhá. Đấy, chị đi nhanh hơn mình đấy. Mừng quá. Thấy chị khỏe mạnh như ngày hôm nay là thật sự nhờ có các mạnh thường quân giúp đỡ, thấy mừng quá. Ô anh Sử ơi, bảo chị chưa khỏe hẳn ý, chị không phải mang cái gì đâu. Ơ chị. Chị mừng quá. Ồ, chị bác á. Ồ anh Sử ơi, chị bác được không? Ồ. To quá nhỉ. Đẹp đây anh ạ. Bây giờ à, cho cái bàn ngược lên đấy á. Rồi. Ai thêm ngoài vô? Đâu ạ? À? Đâu? Đó, cái chỗ nào ạ? À? Ở giữa. Ở giữa? Từ từ hẹ ở. Từ từ từ. Đâu hơn chưa? Ồ, lại bằng nghiêng như trên kia. Anh cho ghế để em khênh đi. Ý khênh sau đợi đi. Yeah. Hay đưa em đội lên đầu cho. Được. Nặng quá em ạ. Không được, được. Đấy. Ôi như thế xong à. Anh Sử đi trước còn hai. À ở giữa à. Thử hàng nếu ở dưới nặng thì hai anh. Anh lấy ở giữa nha. Đây. Quên chúng ta là đây. Không có đà. Nào, hai ba. Ui, hai ba lên. Ui. Ui, để anh Thành giữ cái này. Thế từ từ mang từ thôi anh ạ, đến đây rồi. Đi chuyến nữa đi. Đi chuyến nữa đi. Nặng quá. Anh em tát hết mồ hôi à. Không đi được. Xem anh chở cái này xong úp cái ghế này lên á. Vâng. Chống cái giáp đấy đâu. Không ghế sao được. Cái mưa cái lặng bằng cái ghế rồi. Em nâng cái lượng đỏ lên luôn. Nào đi. Đấy bây giờ mới nhẹ hơn này. Nào các bạn nhỏ tránh xa nhá. Anh tắt mồ hôi, em thấy tắt mồ hôi đấy. Bây giờ nhẹ đấy. Vâng. Đây, chị ơi, chị đưa em phát cho. Nào. Đây, em với chị Khanh đi. Đấy. Đấy, chị đâu chị. Rồi. Thật nặng cho chị. Ra cái đệm này thì cũng nhẹ nữa.
này chị cứ bỏ ra để em lấy cho. Rồi để em vác cho. Đấy, chị cứ để đây em vác được. Phải nghỉ. Vâng. Ôi. Con này có ai nữa cháu à? Ai vậy? Con hả lì mọ. Ủa, hai này toát mồ hôi nhỉ? Vâng. Quả tí rồi. Quả tí. Ôi, để tạm đây đã. Vâng. Mọi người nghỉ ngơi đi đã. Bây giờ là mọi người sẽ kê cái bộ bàn ghế sang cái góc bên này. Kê xong thì thoải mái ngồi các bé ạ. Các bé đang thấy lạ và rất là hào hứng. Kê xong. Hôm nay hai bé anh đi học hết à? Đi học hết à? Vâng. Thế tối về đi học về là thấy bất ngờ luôn nhỉ? Thích này đâu, thích lắm đấy, là thấy này. Vâng. Bây giờ là muốn đọc nó lên nhà, đi đào xong nó ra là cho bên trong tường. Vâng. Đọc nó đi chơi trên nhà rồi. Chào. Và bác nó cũng thích vẻ mà. Vâng. Vẻ nó đâu. Đấy. Vừa đấy em nhỉ? Anh Quân. Kiếm sao một tí như này để kiếm cái bàn có anh phải kiếm cái bàn quay từ ngoài kia đây được rồi đấy tới không phải đâu, không phải đâu anh Thành ạ. Chính ra theo như em được biết ý thì cái bàn con này phải để giữa hai cái bàn này này. Giữa hai cái ghế chứ ghế cả. Vâng, đó là cái này à. Vâng, tạm đã xong, lấy cái kế sau nhá. Vâng. Anh mới kế sau. Ừ. Anh bảo như thế là chắc phải chát một ít dưới con muối lên đấy. Ừ. Đấy, bây giờ nhá, kê hai cái bàn ghế ở đây ạ. Là đúng làm cục kê sau. Đúng rồi. Vâng. Đấy, đúng rồi. À? Vâng, theo như em được biết đúng thôi. Vậy cái này là cũng là bàn đây, cũng là bàn nhỉ. Vâng, cũng là cái bàn. Bàn con đây. Vâng. Gọi là bàn phụ. Phụ. Đấy. Như này. À. Vâng. Đấy sẽ là như này ạ. Như này. Vâng, sau bây giờ là cho kính lên. Cái giường bên này. Vâng, vâng. Để em cho kính này cho. Giờ đây, thì... bây giờ quần nắng tặng cho hết vào tủ đây. Vâng, vâng. Trong giường này có. Vâng. Nếu mà trên giường có chăn thì cho tặng trên ghế nhá. Có, chăn có. Ăn đó lại. Cái chạy lưng ở đây này. Cảm ơn. Đây là tổng thể ngôi nhà của hai vợ chồng anh Sử. Đây, bếp thì đun chung hết nhỉ. Đây. Bữa đun trong nhà này chẳng mấy chốc cái nhà đen hết rồi. Đây là giường của hai vợ chồng đây. Không biết cái chỗ này có vào được cái mét 82 mét không nhỉ, cái giường ấy. Chắc vào được đấy. À. Nhà của hai vợ chồng là vác lên này hết này. Ủa, cái giường này không chắc đâu nhỉ. Đây. À vào được. Anh Sử ơi, bây giờ bỏ hết những cái rèm này ra hết. Quần áo này cứ để tạm đây đã. Vâng. Tí mình treo sau vào trong tủ. Bây giờ anh giấy giúp anh Sử dọn đi, chị ra bên này đi. Vâng. Cầm nhá tao này. Chị yếu hơn thì ra bên này. Cầm nhá tao ấy sẵn này. Bây giờ thì anh Thành sẽ cắt những cái này ra, lớp bọc này ra để mà cho lớp kính vào. Gầm giường nhanh sửa để nhiều đồ phết nhỉ? Vâng, cái đồ linh tinh mà. Vâng. Để nhỉ?
À, anh đi nhặt quả trầu ấy ạ? À? Quả trầu để mà trồng. Trồng sau này lấy hạt trầu để bán. Cây bán. Toàn giống trồng hết. Sao tả được? Thôi, giờ tay nhé tôi à. Đây, kem hồ đi. Con đi nhặt. Kem hồ. Tả lọ. Kính trong thế nhỉ? Lai còn phải lấy xăng. Keo. Xăng rửa ấy nhỉ? Ừ. À. Lớp keo á. Chiều anh rửa đi. Đấy. Nó băng dính thôi mà. Vâng. À, không ảnh hưởng gì đâu. Dạ. Kinh trông đẹp quá nhỉ. Này lấy xăng rửa đi. Vâng. Ở đây nữa này. Ừ. Dạ. Anh này ơi, không biết em kê kiểu này có đúng không? Đúng mà. Vâng. Hai người ngồi đây, à. Nhâm nhi ly trà. Đấy, mắc được. Đây, để anh lụt đây. Đấy. Đấy mất rồi. Ồ, cái đấy anh giấy cứ để đấy à, tí trải luôn. Anh cứ để anh. Ồ, cháy của anh Sử đấy anh ạ. Cháy không cho tí nữa đấy. Xem giường như thế nào nào. Kia anh lấy rồi. Không phải kiểu đấy đâu. Kiểu này sao vào được. Cháu nhà tôi không? Để 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 không? Làm này là anh đột tiên. Đấy, bảo anh nhá, cái kính ấy bảo các con anh đừng có lấy cái gì đập vào đây nhá. Vâng. Đập vào vỡ đấy. Đấy. Cái này mình chỉ ngồi chơi thôi, không được nghịch đâu. Không phải đồ chơi đâu. Các cháu là trèo lên đây nhá. Vâng. Cái hai mặt này nhá. Vâng. Đấy. Đấy. Cái này thì anh có thời gian anh lấy cái xăng. Vâng. Anh thẩm ít xăng vào cái rẻ ấy. Anh kỳ nó ra là vì nó là ni lông mà thôi. Đây là. Các cả trôi này. Có mua thêm móc để mà cho sao vợ chồng móc quần áo. Có cái búa không anh Sử? Hay là cái gỗ đóng được? Có gỗ gì không? Cái giường này thì ở trong xưởng mộc thì các bác là đóng sẵn cho nên là không phải cưa cái gì. Đấy, giường này thì đơn giản nhưng mà nhìn rất là đẹp nhỉ anh nhỉ? Đấy. Đây, màn của nhà hai vợ chồng. Ui, thủng hết rồi. Đấy. Đây. Đây, chị đang móc hết quần áo vào. Để trên này kia rồi. À, quần áo của cô à, anh để trên này ấy ạ? À? Vâng. Ê, anh ơi, bây giờ anh bảo chị là mình lấy hết xuống để mà mình móc cho vào tủ. Vâng. Đấy.
có tủ quần áo bảo quản quần áo rồi. Thế là quần áo của cô Hương tặng là hai vợ cho anh Sử là cân vào trong hộp. Đây, cân rất là cẩn thận để thế này. Con quá tục. Đây cái quần áo của cô. Ôi, chị đựng hết vào túi ạ? À? Đây bây giờ thì mình lấy ra để mình treo hết lên. Đây mình mặc thì mình bỏ hết bác ra nhé chị nhé. Lúc nào mặc thì bỏ ra cũng được chị. Đây chưa mặc thì để cho nó mới. Tân thì mình để ở dưới. Tại vì cái nền nhà của anh Sử là không có được cân, nên hơi bập bênh một tí. Đấy, anh Sử với lại anh Giấy thì đang cho cái giường vào. Anh ơi, quần áo của cô tặng cho hai vợ chồng anh Sử nhỉ? Hai vợ chồng Sử còn giữ này, giữ cho mới xong rồi để hết trong túi bóng để bảo quản, rất là cẩn thận. Tết mà. Anh mà là lấy một vài số mà cởi để mua hai bộ rồi còn lại để dành Tết mặc ạ. Cho mới anh ạ. Vâng. Mặc hết thì lại cũ hết rồi. Đúng rồi. Anh bảo để dành Tết thôi, mặc một hai bộ thôi. Rồi. Nào lại không có mình lấy ra mặc. Vâng. Cởi sẵn rồi rồi. Ở đây lấy cái bé kia. Có móc bé chị ạ? Đây. Em mua cả móc bé nữa. Ai kia đóng rồi này? Chưa. Đi đi nào. Ừ. Này khó nhất đây mà. Vít lại giường. Ừ, chắc. Tôi thao hồ hạ cho anh Sử nhảy nhá. Em còn viết cái ốc này. Hôm đó nhảy không sợ sập đâu. Hôm đó em đã bảo là anh không ngủ với chị, anh buồn quá anh còn đi ngủ trên bàn. Ngủ chị là tại sao ba em bé anh nhỉ? Đang ốm này. Đang ốm là phải kiêng. Ôi, kéo em mặc được cái đấy đẹp quá. Vâng. Trong lúc mà chị đang gấp quần áo thì thế gọi thấy cái bộ quần áo của chị đẹp quá, chị xem gói mặc. Tí mượn và chị đi ăn cưới cùng chị luôn. Đẹp quá nhỉ. Ô thế chị có hai bộ anh Sử? Không, bộ kia là mượn của em gái đấy. Thế à? Trước thì vợ anh to, xong rồi to như có anh nhỉ? Vâng. To như thế đấy, xong rồi bây giờ nó gầy thì nó mặc nó không đẹp ấy. Nó nhân nó xoài gì họ xoài gì tinh cầu này. Nhưng bộ quần áo người mông của anh Sử này, của chị này là dễ mặc hơn bộ quần áo vợ nhỉ? Nó nhẹ nhàng hơn đúng không? Nhẹ nhàng hơn. Ừ. Quần áo của em là hầu như là tất cả mọi cái này. Như cái này coi như là thêu 100% hết, xong mà đính bạc này, nói chung là nặng lắm, hơi nặng. Thêu đồ thêu nặng lắm. Mà những cái này là cũng đều là thêu thủ công hết đấy, coi như mình tự thêu hết này. Cái này mà đau bụng đi vệ sinh thì không biết đường cởi á. Cần gì cởi? À váy à? Váy thì vé lên. Không cần cởi, cũng của chúng em thì phải cởi. Đau là đội cổ đó. Cái này bác thật hay bác giả đấy ạ? À? Thật hay giả đấy? Giả mà. Không, giả đấy mà. Giả là thôi. Thật. Lại còn nhiều tiền. Sao mà thật được đây? Đẹp quá. Có tiền thì cũng thật được. Cái này giả mà.
Bây giờ chanh nè. Dạ, cứ lại ngọc, giả thôi. Đâu? Tại vì cái này bộ quần áo mình thì mình là dân tộc Mông thì phải đều phải có một bộ ít nhất. Như dân tộc Dao và em cũng thế mà. Chị bẻ cái cổ áo bên này nữa. Nhưng thường thường là mặc cái bộ quần áo này phải có áo trắng bên trong kìa. Lắm đẹp. Hôm nay trùng cũng thế anh ạ. Trùng hợp có mặc áo trắng hôm nay. Trùng có mất có chụp trốn ạ. Mất có chụp trốn ấy. Hết chưa ạ? Dạ. Hết chưa? Đâu vẫn còn. Cái quần á? Không. Đây là đi vệ sinh cô. Em để ý đấy, em mà cứ đấy vào tí mấy thằng nào ông kia nó bảo ô thằng đầu về đưa con gái xinh. Nhiều người không biết thì đường thật đấy nhỉ. Nhiều người không quen có ấy nhỉ. Họ cứ được là người, họ cứ được là người Mông ra thật đấy. Những người ở đây thì là biết rồi. Ừ, biết là vợ em ấy. Nhưng đám cưới này người ta về xa về. Chị này người lớn mà đi Tết này bị bắt thật đấy nhỉ. Đi đường này nó vác vai luôn đấy. Đấy cồn lông với lại hát bài luôn đấy. Đấy mặc quần áo này. Vâng. Xong mang về luôn à. Nó rốt trong nhà nó đấy. Không không làm không cần biết đâu. Trước ấy thì em cũng có tìm hiểu về cái phong tục kéo vợ của người dân tộc Mông ấy. Là kiểu ví dụ như là em kéo chị về, em là con trai kéo chị về cho cái con gà trống đi qua đầu coi như là người của nhà mình rồi đúng không ấy? Vâng. Đấy cho con gà trống như thế này này này. Vẫn có đấy. Vẫn có đấy. Kệ kệ. Cái này đi như chuông con gì. Đi đâu nghe đấy luôn. Dân tộc Dao mà em nó còn hẳn chuông luôn. Nghi 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 luôn anh ạ. Nó đang con trâu. Con trâu. Nếu mà mặc thì quá ai tự người ấy tự mặc chứ anh Sử. Quần áo này người Mông ấy. Không. Hay nhờ người khác mặc. Mượn được hết. Không, em bảo là nhờ người khác mặc cho à? Quần áo của mình. Thực ra như này, ví dụ như là em cái này coi như là lần đầu tiên em mặc cái bộ này thì mình không biết mặc thì không thể mặc cho. Sau thì mình khác tự cuốn được mà. Nhưng tổng vợ em cũng thế. Mỗi lần kiểu. Không phải là mỗi được là mỗi lần mặc phải nhờ một người khác mặc hộ rồi cầu kỳ quá. Trước là em mặc bộ của dân tộc Dao thì mình cũng không biết mặc kiểu cho nó kiểu đẹp ý. Đẹp ấy. Mẹ cũng chỉ cho anh mặc. Mất hàng tiếng đấy nhỉ. Không, mất hàng tiếng. Đây, như này ở đây em rơi gương. Đây. Toàn được em đẹp chứ cơ. Rồi. Này. Anh Sử xem nào, thấy giống người Mông không? Quá giống thật. Mặc đẹp lắm đấy, chị bảo là mặc đẹp. Em bảo em còn to hơn vợ anh. Chị bảo là mặc to. Đây. Đây, xong rồi. Quá đẹp. Đẹp quá nhỉ. Chân này có gân kê không? Chân á? Không ạ. Đây, xong bây giờ cho giáp lên. Lấy giáp này họ làm chuẩn hết rồi. Chắc là cắt rồi. Cắt thì anh cắt luôn. Họ đóng là chuẩn hết rồi. Khiên hết luôn mà. Đâu bây giờ nó dày quá nó mặc vừa. Thôi đây cho mình này. Chắc em phải chỉnh cho anh cái cây này tí ra. Cái cây này cho nó ở dưới đúng không? Ở dưới. Lâu lại đi. Đấy xong rồi lấy chiếu trải xuống đây xong rồi mới trải đệm. Cho em một cái chiếu lại. Không thích, không biết dậy rồi. Thích nhất rồi nhỉ? Mùa đông ấm đệm. Thế thiếu mua thế nhỉ? Lần đầu tiên đẹp sờ mà cả lần đầu tiên anh sờ đệm nhỉ? Đấy. Xem nào có vừa không anh?
Vừa anh ạ. Ấn cho khít hết là vừa. Ấn ít là vừa đấy. Cắt đâu. To chẳng hết rồi. Kích cỡ hết mà. Thế giải ra chị. Ơi, chị cho cái anh xử với chị lòng cái gối này đi. Dạ. Gối kìa. Cái kìa, bỏ gối chắc trắng kìa. Cái chắc trắng đi kìa. Hai cái. Em mua hẳn 4 cái. Đúng rồi ạ. Đây đâu bên này. Đường này rộng thoải mái nha, nhà 4 người ngủ nha. Lớn sau này anh xử anh có tiền anh xây nhà làm thêm một cái phòng nữa. Anh Sử ơi. Dạ. Để cô Hương, cô gặp em là phải mua hai cái chăn. Vâng, hai cái chăn. Vâng. Một cái là một cái là theo bộ, còn một cái là em mua chăn riêng. Vâng. Một cái theo bộ. Nhưng đắp cho ấm. Vâng. Ô phù. Để tháo hồ mùa đông này thì cả nhà ấm rồi. Đẹp như giường cưới không anh Sử? Đẹp như giường cưới không? Còn hơn đấy. Hơn á? Thế anh chị lấy nhau được được như này chưa? Chân chân ga là chưa? Chưa. Không có. Hả? Dạ. Ơi, có cả ga chống thấm nữa đấy. Ga chống thấm nữa. Lúc em mua cái này. À, còn anh hay đái dầm không? Dạ. Còn anh hay tè dầm không? Không ạ. À. Không à, rồi nó không xè đâu. Xè thì không sợ. Vâng. Thì vâng. Tặng thêm cho một cái ga chống thấm nữa. Thế thì em để một cái ga chống thấm đây nhá. Vâng. Anh chị nếu mà ấy thì lót lên nhá, lót vâng. Ở dưới dưới cái ga này. Vâng. Cái này thì rất là sau này nghĩa là lót cái này thì. Ừ, đây đâu cái đây là cái ga đâu nhỉ? Nhưng bây giờ nó lớn rồi nó không xè đâu. Đấy, không xè thì không cần. Thế hôm nào anh chị mà sinh thêm được nữa thì không. Tôi mới không phải. Vâng. Chị đã ốm này. Anh Sử biết dùng cái này không? Cái nào? Đây, nó cũng chảy ở dưới như này. Cũng chảy dưới. Vâng. Ừ. Còn cái này là màn. Anh màn. Cái này là màn để hai vợ chồng mốc. Vâng. Vâng. Để cho nó đỡ cái ướt nó vào cái đệm này. Vâng, vâng, vâng. Đỡ cái ướt vào cái đệm cho hỏng này. Nó như một lớp áo mưa ấy. Vâng. Nếu mà cần đến thì anh chảy nữa, anh cứ để đây xong anh. Không. Như này chắc được à? Ừ. Xong rồi anh chảy. Lúc nào anh chảy đấy, anh chảy. Chị sang đây ngồi xem mà. Chị chảy ơi, sang ngồi xem có mềm không? Vâng, mua em ạ, thử làm một tí nào, hai vợ chồng thử làm. Xong thử làm tí thôi. Chị thử làm lên một tí nào, sao em không chị? Sếp ồ, quà. Đấy. Ủa này, mùa đông là ấm nhất rồi nhỉ, không muốn dậy đâu. Em có cái giường cũ không? Dạ. Em có cái giường cũ không? Em ơn cái giường cũ bầu mà. Vâng. Em sẽ làm. Em mà. Ô, cái này không muốn dậy rồi. Em mua cái ghế tựa nhưng cái nhà anh cái này nó bấp bênh. Sau khi mà đã lắp xong giường với lại trải ga chăn lên giường thì cho anh kê cái chỗ này. Đây cái bàn ăn này thì mình có thể gấp gọn vào. Đây cái bàn ăn này cô nói với em là kiểu mình không ngồi thấp như thế nữa, mình ngồi cao này cho thoải mái. Đây cô dặn em là như thế. Cơm. Có khách thì mình để ra bên ngoài thì ngồi đông. Đúng rồi. Có thì mình để bên này cho gọn. Vì nhà anh cũng chật hẹp ấy. Đấy. Ô nhà anh Sửa này chắc là cả cái nhà chắc đường 30m2 thế à nhỉ? Cái này à? Vâng. Không chắc không biết có không cả bếp thì. Cả bếp ấy, cả chỗ này tất cả trong 30m2 vừa, nhỉ? Vừa mới làm xong thì chị lại ốm mình lại đi đâu không đo được anh chắc vâng. Không làm cho. Cũng bé bé à. Nhỉ. Cô Vân ơi, về làng ngày hôm nay thì vợ chồng chúng em đã chuyển những cái phần quà của cô Hương gửi đến cho gia đình anh Sử rồi. Anh Sử ơi, dạ. Hôm nay những cái bộ bàn ghế này, tủ này, chăn này, các cái bàn này, tất cả đều là do cô Hương là cô chọn cho gia đình anh hết đấy. Vâng. Đấy, cô tự chọn luôn. Vâng. Đấy, bên này là thế nào cái ghế này còn có cả chữ đây này. Đây, cái này là Phúc này. Phúc. Bên này là Phúc Lộc. Lộc này.
Bên này là tài. À thọ. Cái này, cái bàn cái này là tài này. Tài. Tài này, còn cái trước này có anh giấy đây là quý này. Quý. Tài này. Tài. Phú này. Quý phú. Quý phú đấy. À. Cô chọn đấy anh ạ. Cả tử nhôm cho cái cô chọn hết đấy. Đây đây là cái hóa đơn bán hàng đây ạ. Đây ngày hôm nay thì đây này. Đây là hóa đơn chúng em mua những cái đồ như này. Này. Anh Sử viết chữ nhỉ? Vâng, anh viết chữ rồi. Này, cho anh xem nhé. Cho anh xem hóa đơn. Mua hàng đây. Hôm nay là tổng của chúng em mua hết là 13 triệu bao nhiêu đây? Đây là 13 triệu 630.000. Đấy. Vâng, đây của em mua là chăn ga gối đệm này. Bao gồm có màn này, hai cái chăn này hết 2 triệu rưỡi này. Đấy, 10 cái ghế ăn cơm là hết 500.000 này. Một cái bàn ăn cơm ghế em tôi mua lại tốt cho anh ấy. Cô dặn là mua đồ tốt mà cứ ấy. Đây là bộ bàn ghế này là ghế gỗ sồi đấy. Gỗ sồi này rất là tốt. Đây, 5.500.000 này. 5 triệu rưỡi. Đúng rồi. Một tủ quần áo là 3 triệu 3 này. Triệu. Một chạm inox để cho hai vợ chồng là ba đô là 150. 150 này. 30 cái móc để mà cho hai vợ chồng móc quần áo là 80.000 này. Một giường là 1m8, 2m là 1.600.000. Tổng là 13.630.000. Và cô dặn em là gửi thêm cho hai vợ chồng 1 triệu 2 triệu, 3 triệu, cái 3 triệu này để cho hai vợ chồng là ăn Tết, sắm đồ Tết. Đấy bây giờ cũng sắp Tết rồi nên cô gửi. Cầm đây. Cái này là tiền để tiêu Tết, đấy để dành đến Tết mình tiêu. Thật sự cô quá chu đáo luôn. Chúng là dự dán Tết mình thiếu thì thiếu gì thì mình mua. Không đưa cả gia đình đi mua đồ đủ đồ Tết hết, cô lại gửi cho mình nhiều như này. Thật sự là không biết cảm ơn cô thế nào nữa. Cho chị gửi lời đến cô, cảm ơn cô lần nữa rất là nhiều. Các vị thầy cô đã làm cầu nối cho hai vợ chồng anh. Để được tặng những cái này cho những cái này cho vợ chồng em. Sẽ để đầy hai vợ chồng sẽ không quên ơn được cô. Những cả đầy cô. Không biết là tốt quá nhỉ. Cô ở nơi xa nhưng mà cô thương xót đến mình. Bố mẹ mình không cho được đồng nào, không mua được mình cho mình một cái thôi mà cô cho vợ chồng anh hiểu một sức sống mấy và một cái niềm sống tự do mấy. Cảm ơn cô rất là nhiều. Để mình trên vùng cao thì chắc không bao giờ dám nghĩ nên đấy. Có những cái bộ quần bộ bàn ghế uống nước này như lịch sự như này và cho tủ quần áo để mà cho quần áo vào xong rồi chăn ga gối đệm nhỉ. Và ôi vùng cao là có cái để mà nằm xong rồi có cái chăn để mà đắp là thấy ấm lắm rồi nhỉ. Vùng cao là đa số em thấy là toàn đóng cái giường bằng gỗ rồi. Và đóng cái giường bằng cây củi ấy. Bây giờ còn không có gỗ hết, còn bàn ăn cơm không có. Đấy. Cái gì cũng không có. Hôm nay là Tết nhà anh Sử thành đại gia nhá. Đây bàn ghế này đồ. Anh có bàn có ghế có tủ có giường đàng hoàng anh kiểu anh kiểu người khác luôn này. Khác thay đổi toàn. Nhưng phải chịu khó làm việc nhá. Anh Sử không được lừa đi nhá. Thật sự mà nói thì em thật sự là rất là cảm phục cái sự từ cái chịu khó của anh quá chịu khó. Hôm nay em lên bảo là chắc không trồng xa nữa, xong anh bảo là chị ốm thì chị không trồng, chắc anh vẫn trồng được. Vâng. Anh đi trồng, anh đi làm thuê để kiếm thuốc đủ cho chị 2 năm xem chị có đỡ hạn không. Vâng. Thì mới được không. Giờ anh buồn quá, gọi kiểu là vừa thiếu tiền lại vừa ốm đau. Một mình buồn lắm. Anh Tuấn làm thuê suốt tinh tinh ở chỗ nào cũng đi làm. Anh Sử vậy là anh rất là thương vợ luôn. Quá thương vợ nhỉ. Anh những lúc mà vợ mình bệnh tật ốm đau này anh vẫn luôn luôn là ở bên cạnh chị xong rồi yêu thương chị đấy anh nhỉ. Luôn là động lực cho vợ và những cái điều gì nó thích cho nó đi kiếm cho nó. Ôi. Chị mua chị trầu cao một chút nó he. Vui quá chứ.
Không, mẹ chồng thì không có mà mẹ ngoại thì cũng chẳng có được những gì mà bên hai bên nội ngoại thì không và có đấy. Chính nhà khổ và mà. Lại bệnh tật ốm đau mà có các cô các bác ấy và các mình chẳng quên giúp cho vợ chồng mình thôi, không gì không. Anh em thì cũng chẳng có giúp cho mình. Ai cũng đều khó khăn và ai cũng khó khăn. Mọi người đều có công hương mấy các bạn cũng là giúp đỡ đấy nhỉ. Đấy. Rất là cảm ơn rất là nhiều. Không biết nói gì mà cảm ơn cô Hương rất nhiều. Và lần nữa là cảm ơn cô lần nữa nhá. Con xin chúc năm nay là hai vợ chồng là ấm no rồi. Có gia đình coi như mãi là mạnh khỏe. Tết này bọc bàn ghế vui vẻ nhá. Cháu cũng được cô tặng bàn ghế rồi tặng quần áo giày dép rồi cháu mừng quá à. Tết này cháu vui vẻ lắm rồi đấy. Hai vợ chồng cố gắng nhá. Bây giờ thì anh em mình đi ăn cưới đi nhá. Và cảm ơn cô lần nữa nhá.